Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay. Đứng trung thành là thủ thành số 23 Đặng Văn Lâm. Và đây là danh sách ra quân của đội bóng huấn luyện viên Sintayong, đội tuyển Indonesia. Nhưng nếu những ai đã theo dõi bước tiến của đội tuyển Việt Nam dưới triều đại của ông thì đó là một chuyện rất bình thường. Và như vậy là hiệp 1 của chúng ta đã bắt đầu. Ở trong hiệp đấu đầu tiên, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ bảo vệ phần sân bên phải màn ảnh của chúng ta và bên trái là các vị khách Indonesia. Và bóng dọc biên lên phía trên dành cho Tiến Linh, cơ hội Sinh Lê. Đó là điều mà chúng tôi đã chờ đợi rất nhiều về đội bóng của Park Hang-seo ở tại sân nhà. Chúng ta cần một đòn phủ đầu và chúng ta đã thành công với pha làm bàn của Nguyễn Tiến Linh, 1-0 cho đội Việt Nam. Đó là một cú đấm chí mạng mà đội tuyển Việt Nam đã mang tới ở những phút đấu đầu tiên. Đồng hồ trên sân mới chỉ sang phút thứ 3 thôi, nhưng bây giờ có thể thấy là gương mặt của ông Sintayong như thế nào đây. Có thể tiếp tục là dùng một cụm từ mà chúng ta hay vẫn nói rằng ông có thể gáy được nhiều hơn nữa hay không? Vâng, hãy thể hiện ở trên sân cỏ đi, chứ đừng nói nhiều ở buổi họp báo. Đó là những gì mà huấn luyện Park Hang-seo đã nói về người đồng cấp và đồng hương của mình. Khi khó thì có Tiến Linh, nhưng đây là một pha xử lý mà không cần mất quá nhiều thời gian. Đẳng cấp của một tay sân bàn thức thụ, một sát thủ trên sân. Chúng ta xem từng động tác của Tiến Linh, rất chuẩn chỉ, đè người, tạo khoảng trống, phán đoán điểm rơi bóng và dứt điểm chính xác, không hề việt vị một chút nào. Và đó, anh Thanh Oanh thấy không, đường truyền xuất phát từ cánh nào? Vâng, ở cánh phải. Chúng ta thấy được sự vừa vặn giữa Đỗ Hùng Dũng và Tiến Linh. Cũng làm đường phất dài lên trên, nhưng vẫn là sự xuất sắc của Văn Lâm, rất chắc chắn. Hơi bị tối rồi. Lập hơi, tình huống lắp bắp. Phạm lỗi rồi. Chúng ta thấy rằng Quế Ngọc Hải rất bình tĩnh. Đã có những tình huống va chạm với nhau. Một pha bóng rất lộn xộn. Arawinata. Cú đá thẳng. Không vào. Đó là cú ra chân của đoàn phản hậu rất căng. Bị cầu thủ mạng chế nhạo trong những lần mà để cho đội tuyển Việt Nam sút tung lưới. Một cú đá như tên lửa của đoàn phản hậu. Đã là một phần nữa chúng ta thấy Marcelino Fernandes trong ngày hôm nay đã mất tích. Dứt điểm. Không vào. Không qua được đoàn phản hậu. Văn Hậu đá như thế này không có thể là rất vô lý rồi. Kẻ cao Park cũng muốn lao vào để ăn thua đủ với hành động vừa rồi. Chúng ta cùng nhau theo dõi là pha bóng này. Một cú cùi tay giữ khá kín và cái chân cũng giơ lên cao. Ở các pha đá phạt góc chúng ta vẫn thường xuyên ghi bàn. Khi nào có Tiến Linh. Chính xác, khi nào có Tiến Linh. 2-0 rồi, cách biệt an toàn. Và lúc này anh Thành Oanh ạ, tôi nghĩ rằng là rất nhiều cổ động viên chuẩn bị đưa xe máy ra ngoài rồi, chuẩn bị đổ sắt máy rồi. Vâng, có lẽ bão lúc này đang hình thành với pha bóng này của Nguyễn Tiến Linh. Và thời điểm này anh đã sang bằng thành tích ghi bàn của Terasin Danda. 5 bàn ở KFF năm nay cho Nguyễn Tiến Linh. Chúng ta đã có được những nhát dao ấn tượng và chính xác ở trong khoảng đầu tiên của những hiệp đấu. Phải nói là quá siêu. Bây giờ tôi tin rằng là nhiều khả năng sau trận đấu này thì những lời nói của huấn luyện viên Sintayong có lẽ là sẽ đi vào sách giáo khoa và trong một trong những bài gáy trước trận đấu. Chắc chắn là cộng đồng mạng của Việt Nam sẽ có dịp để có những sự chế nhạo. Văn Hồng đường truyền lên thật nhanh cho Tuấn Hải. Tuấn Hải không vào. Sẽ công bằng hơn nếu như
Thúc Hải có bàn thắng ở trận này. Tuấn Hải vẫn đang là người đỡ bước một rất tốt. Một lần nữa chúng ta nhìn thấy pha phất dài ghi bàn từ các tình huống phạt góc. Quang Hải, Hải một pha phối hợp đá phạt góc cứ như là trong bộ môn futsal, và Quang Hải bắt vô lê rất đẹp mắt. Được hưởng quả đá phạt góc này thì người thực hiện vẫn tiếp tục là Nguyễn Quang Hải. Đã có sự va chạm và Văn Hậu đang nằm sân. Trọng tài rút ra một tấm thẻ vàng dành cho số 15. Chúng ta nhìn thấy cú giật tay của trọng tài vô tình trúng vào mắt của số 5 bên Indonesia. Vẫn có Quý Ngọc Hải, vẫn kịp. Vitan Suleiman đá đầu không chính xác. Vẫn chưa có một cú đánh. Có một pha bóng tác động vào mặt của Quang Hải. Đó là Mark Locke. Và thậm chí ở trong tình huống này cũng vậy. Rõ ràng là một cú đánh chỏ quá rõ. Hùng Dũng đang bị đau sau một pha đánh lén của đối phương. Quá lộ liễu. Rất hay Quang Hải. Ghi bàn đi Hải ơi. Hải vào, không vào. Rất đáng tiếc. Và quý vị khán giả đã lựa chọn đúng trong vòng 4 trận đấu liên tiếp vừa qua rồi. Đây, I love Park Hang Seo. Các trợ lý đang chỉ cho ông Park. Đây, bên góc bên phải này. Bản quyền AF Cup 2022 được sở hữu bởi đơn vị FPT Play trên mọi nền tảng. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi và cổ vũ trực tiếp các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại AF Cup 2022 trên kênh YouTube Vietnam Sport với chất lượng sắc nét nhất. Tất cả highlight của các trận đấu ở AF Cup 2022 sẽ được cập nhật nhanh nhất, đầy đủ nhất, trọn vẹn nhất trên kênh YouTube Mãn Nhãn TV. Ngoài ra, quý vị và các bạn còn có thể tham gia các chương trình mini game, dự đoán tỷ số trên fanpage Tuyển Văn Hóa, cũng như những nội dung rất độc đáo, mới mẻ, đầy tính giải trí trên TikTok Tuyển Văn Hóa. Đặc biệt, chương trình live stream độc lạ AFF được thực hiện trên kênh YouTube Vietnam Sports Show mang đến cho quý vị và các bạn những góc nhìn hoàn toàn mới mẻ và thú vị về giải bóng đá vô địch Đông Nam Á. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến truyền hình FPT Play đã hỗ trợ, chia sẻ và tạo điều kiện để có thể mang tới những món ăn tinh thần trên mạng xã hội cho khán giả yêu bóng đá tại Việt Nam. Chúc tất cả có một kỳ AFF Cup vui vẻ và trọn vẹn.